Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái mẹo giúp các bạn làm da nhanh hơn, khắc phục những nỗi loang lổ, những sáng tối ở trên da, ví dụ như quầng mắt thâm này hay những nỗi loang lổ ở phần gò má. Ở đây bước đầu tiên mình sẽ nhân tới mình một lớp, sau đó mình contour nhé để hiệu ứng âm bản, sau đó vào chế độ hỏa trộn là Vinvitline và mình sẽ chọn vào filter này or high pass. Thì cái thông số ở đây các bạn sẽ để làm sao để phần chuyển sáng ở những phần lỗi ấy, nó sẽ mềm mại. Thì với tiêu mình này mình sẽ để thông số khoảng là 24 và mình sẽ ấn OK, sau đó mình sẽ vào filter này chọn blur, Gaussian blur. Với cái giá trị này mình sẽ để làm sao để chia hết cho 3, ví dụ 24 chia 3 được 8, hoặc các bạn có thích nó mịn hơn thì các bạn sẽ để khoảng 6 hoặc 7. Ví dụ tấm hình này mình sẽ để khoảng 7. Theo thì mình sẽ tạo layer mask và dùng ngòi brush nhé. Sau đó mình sẽ tô vào những phần nỗi sáng tối loang lổ ở trên da như phần quầng mắt này, phần gò má hay những phần chất liệu da. Thì các bạn lưu ý khi các bạn làm cái cách làm này, các bạn đừng tô vào những phần giao nhau hay là những phần chi tiết như mắt, mũi, miệng này, phần giao nhau, những phần giao nhau giữa sáng và tối ấy. Bạn chỉ tô trong phần chất liệu da thôi. Với cách làm này giúp các bạn làm nhanh hơn, nhưng tuy nhiên để mà làm đẹp thì các bạn cần phải kết hợp thêm những kỹ năng về detox, ví dụ như là frequency hay kỹ năng về dot and burn, rồi hiểu về hình khối nữa.